À, xin chào tất cả các bạn nha. À, cây xương rồng là xưa rồi, các bạn thấy không? Đó, vịt đẹp không? Vẫy tay còn đi luôn, còn hơn cả cây xương rồng luôn chứ. Hello, I am duck. Cáp 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 cáp. Nhạc đây. Cầm cầm mà cổ kêu hả? Cáp 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 cáp. Thú vị hơn cây xương rồng nhé. Giá bằng cây xương rồng chỉ có 160.000 thôi. Đổi bài đi bạn ơi. Cầm cổ này, đó. Cầm cổ này nó đổi kiểu liền. Rồi. Này dùng pin sạc luôn. Không thú vị không lấy tiền. Mình còn thấy nó thú vị. Đi ra đây này bạn ơi. Đây này, đây. Baby shark, baby shark. Quay lại đây mà đi đi. Cái tướng này nhìn lưu siêu quá. Cầm cổ này, cầm cổ này. Cầm mà cổ kêu về. Đúng tiếng kêu cứu của vịt luôn. Quá hài hước luôn. Ồ, còn kêu theo nhịp điệu đó nha. Từ gấp rồi còn từ cái này là sắp khó thở rồi này. À, sống này, sống này, sống này, sống này. Nghe rồi bạn ơi. Cái tướng đi liều siêu quá. Ok, xin bye bye. Bye bye đi, bye bye. Bye đi, bye bye.